Mở đầu bộ phim là một quân lính đang cưỡi ngựa vào cung để thông báo tin thắng trận. Cuộc chiến này đã ròng rã 15 năm, một vị anh hùng trẻ tuổi đang tiến lên để nhận sắc phong từ vị thái giám. Chuyển cảnh, vị tiểu thư xinh đẹp này là con gái của đại tướng quân nhưng chưa bao giờ được sống đúng với danh phận của mình. Bởi vì cha mẹ cô đã chinh chiến 15 năm nay, cô bắt buộc phải sống với tổ mẫu nhưng tổ mẫu lại ghét con dâu ra mặt. Vì vậy, đã ghét lây sang cả cháu gái chẳng những không muốn gặp cô, mà ngay cả khi cô bị ốm đau, bệnh tật, vẫn thản nhiên đưa cô xuống thôn trang, tự sinh tự diệt. Bây giờ cha mẹ cô sắp chiến thắng trở về, tổ mẫu lo lắng mọi thứ sẽ bị phơi bày, bất đắc dĩ ra lệnh cho người hầu đón cô trở về còn mang đồ ăn đến cho cô. Bảo cô ăn nhanh để lên đường nhưng thiếu thương chỉ lấy đồ ăn không cho mấy người bọn họ vào, đã lâu lắm rồi cô không được ăn một bữa ra hồn. Cuối cùng cũng có cơ hội ăn no bụng lại không để ý đến dạ dày của mình, vô tư nuốt chửng một miếng bánh lớn. Mà Lý quản phụ ngoài cửa hung hãn thấy thiếu thương chậm chạp không mở cửa, bà ta hết kiên nhẫn, chuẩn bị phá cửa xông vào. Nguyên y cũng can chuẩn thời gian mở cửa khiến bà ta đâm đầu vào giá phơi thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Lý quản phụ tức giận chửi bới cho rằng đó là cố ý hại mình. Thiếu thương đi ra bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi từ Lý quản phụ. Thế là hai bên bắt đầu mồm năm miệng 10 cãi nhau om tỏi. Lý quản phụ thấy không thể nói lại được, trực tiếp sai người bắt ép đưa cô lên xe. Không thể làm gì khác, thiếu thương cũng chỉ còn cách theo họ trở về. Tuy nhiên trước khi lên xe, thiếu thương phát hiện bên cạnh xe ngựa lại có rất nhiều dấu chân. Ngay trên đường về nhà lại gặp một tốp quan binh yêu cầu kiểm tra xe ngựa vì nghi ngờ chứa chấp nghi phạm. Lý quản phụ vội vàng giải thích làm sao chúng tôi dám che giấu cho nghi phạm. Thiếu thương xử lý thông minh ám hiệu cho tướng quân chỉ vị trí của nghi phạm. Anh ra lệnh cho thuộc hạ cầm đuốc nén về phía đống cỏ, ngọn lửa lập tức bùng phát dữ dội, quả nhiên ở bên trong xuất hiện một người đàn ông. Hóa ra là cậu của Trình Hiệu Úy Trình Thủy, không phải là nghi phạm bị truy nã. Nhưng chính hành động của thiếu thương mà bất nghi có chút rung động, ấn tượng khó phai. Mà Trịnh Thủy chinh chiến 15 năm cuối cùng cũng trở về nhà Trình, lão thái thái vô cùng vui mừng vội vàng ra cửa đón, ai ngờ gặp con dâu lớn Nguyên Y mà bà ghét nhất, còn con trai thì không thấy đâu. Đúng lúc này Trình Thủy chạy về giơ lên bánh mật ong mà vợ mình thích ăn nhất, căn bản không nhìn thấy thái thái. Hành động này vô tình khiến Trình thái thái vô cùng khó chịu, Nguyên Y hỏi mẹ về tình hình con cái và cũng nghe một số đàm tiều về đứa con gái này. Lúc này xe ngựa của thiếu thương cùng về tới nơi, Lý quản phụ la hét om sòm mắng thiếu thương có mẹ sinh không có mẹ dưỡng mà không biết cha mẹ cô đã về tới phủ. Nguyên y nhìn con gái tiểu tụy ốm yếu cũng hiểu được tình cảnh thê thảm của con gái mình. Trình Thủy cũng không ngờ mình ra ngoài chinh chiến 15 năm tưởng rằng con gái ở nhà có người chăm sóc, có cơm ăn áo mặc đầy đủ, không ngờ lại bị nuôi thành thế này. Lão thái thái bắt đầu tiết mục mèo khóc chuột giải thích vì sao đưa thiếu thương tới thôn trang. Bà kể lể hơn 100 lý do nhưng Nguyên y biết toàn là nói lấp liếm. Vì dám lớn tiếng mắng mỏ, Lý quản phụ bị đưa đến phòng chứa củi, thiếu thương giả vờ ngất xỉu, liền được đưa vào phòng chăm sóc. Lão thái thái đứng cạnh trách móc mình đã một tay nuôi lớn thiếu thương từ khi lọt lòng, không có công sinh cũng có công dưỡng. Để đáp trả, Trình Thủy cũng tức giận nói khi xưa để thiếu thương lại là vì tận hiếu, vậy mà bây giờ lại nói cứ như là vợ chồng ông không muốn nuôi vậy. Chuyển cảnh bất nghi tới phủ trình báo Trình Thủy, kể hết chuyện tham ô của đồng thương quản, anh nói sẽ không nương tình mà thẳng tay xử phạt. Đồng thời bất nghi còn khen ngợi thiếu thương vì chính nghĩa mà không sợ trưởng bối. Thế méo nào thiếu thương lại hiểu thành một ý khác, cho rằng anh đang nói mình bất hiếu, chua ngoa không tôn trọng trưởng bối. Với kinh nghiệm dày dạn, Nguyên y cũng nhìn ra đứa con gái láu cá của mình, toàn làm mọi chuyện quá đà như việc ngất xỉu ngày hôm nay, cho tới bôi phấn trắng lên môi giả bệnh. Hôm sau bất nghi nhận được một túi đồ do thiếu thương gửi tới, bên trong có một ít cỏ khô và mấy miếng vải cũ. Căn cứ vào manh mối này, bất nghi dẫn người đi điều tra tiệm vải Các Thị, quả nhiên phát hiện sổ sách bất thường, đồng thương quản đã đầu tư 8 vạn tiền vào tiệm vải này. Với chức vụ hắn hiện tại, số tiền này chắc chắn là tiền ăn hối lộ. Mà đồng thương quản là con thứ hai của thái thái, cho nên bà ta đã khóc lóc yêu cầu Trịnh Thủy nghĩ cách giải cứu. Lão thái thái uy hiếp sẽ nhảy giếng tự tử, vì miệng giếng nhỏ hơn kích thước to trà bá của bà. Nên lão thái thái quay ra đâm đầu vào tường. Mọi trò bịp này chỉ muốn đưa con trai thương xót mà đồng ý với lời cầu cứu của bà. Vì quá hiểu mẹ, Trình Thủy cũng quỳ xuống cùng mẹ gào khóc, đúng là trò đùa mà. Từ ngày vào đại lao, đồng thương quản kêu la thảm thiết, nơm nớp lo sợ, bất nghi chưa cần dùng tới cực hình hắn đã khai hết mọi chuyện. Để biết thực hư mọi chuyện, Trình Thủy tìm tới bà Hồ đã nói ra việc đồng thương quản hoán đổi vũ khí rởm dẫn tới cái chết bi thảm của tướng lĩnh trên sa trường tới lúc này. Trình thái thái dù thương xót con trai vô cùng nhưng vẫn dứt khoát lựa chọn đại nghĩa diệt thân. Lúc này mợ đồng cũng tới nghe thấy Trình Thủy nói muốn thế mạng cho em trai, mụ ra sức tán thành, cảm ơn rối rít. Điều này khiến Trình lão thái thái tức giận đến phát điên, trực tiếp tát cho mụ ta một cái rồi cho người đuổi ra khỏi phủ. Buổi tối Trình lão thái thái mãi không chịu ra ăn cơm, thiếu thương đói bụng muốn lấy một cái bánh lại bị mẹ mình ngăn cản.
Vốn tưởng rằng cha mẹ trở về có thể làm chỗ dựa cho mình, nhưng quy củ lại quá nhiều, động một chút là sẽ bị đánh. Từ nhỏ cô đã không được nhận tình yêu của mẹ, mà lần này đã đánh mất khát vọng của cô đối với mẹ. Mình hơn nữa, mẹ còn yêu cầu cô chép sách mỗi ngày, cấm túc cô không được phép ra ngoài lên phòng. Điều này khiến Thiếu Thương buồn lòng, cô thường tự an ủi bản thân. Mà bên này Bất Nghi đã điều tra ra người hối lộ Đồng Thương Quản là Hứa Tận Trung, gia đình ba đời rèn sắt, học vấn không nổi trội mà nay lên nắm chức quản lý kho vũ khí. Hôm sau Nguyên Y mang đến cho Thiếu Thương vài quyển sách, bất ngờ phát hiện con gái không biết chữ, Trình Thủy tức giận mắng các thị dạy dỗ không tới nơi tới chốn. Vừa lúc đó Đồng Thương Quản được đưa đến phủ lần cuối trước khi bị đày ra biên cương. Tại đây Đồng Thương Quản có nói ra hết sự thật, vì chán ghét Nguyên Y nên lão thái thái đã trút giận lên Thiếu Thương, không cho cô ăn học đàng hoàng, chủ yếu muốn biến cô thành người vô dụng, bất tài. Hơn nữa, số tiền mà bao năm nay Trình Thủy gửi về đều bị các thị đút túi làm của riêng. Nói tới đây, lo lắng mọi chuyện bị phanh phui, các thị đã giục quân lính kéo Đồng Thương Quản đi ngay lập tức. Nghe tin hai đứa cháu trai của mình sắp trở về khiến Trình lão thái thái vui mừng khôn xiết, lập tức dặn dò các thị mau thu xếp chỗ ở. Đồng thời cũng bảo mụ ta dọn ra khỏi khu nhà chính nhường lại cho Đại Phong. Các thị đương nhiên là không muốn nhưng vẫn phải tuân theo. Cơn tức giận không biết phải xả đi đâu, tóm ngay được ông chồng đang ngồi đọc sách. Thế là các thị liền mắng một hơi 3.600 chữ, ông chồng lành hiền chỉ biết ngồi nghe. Bên này Nguyên Y vẫn chỉ đạo Thiếu Thương chăm chỉ rèn luyện, đọc sách, nếu không học hành đàng hoàng sẽ không cho ăn cơm. Nguyên Y khuyên con gái những việc như tố cáo Đồng Thương Quản đe dọa bà nội, âm thầm tố cáo các thị, thẳng thắn nói những hành vi như vậy là không tốt, thể hiện sự kiêu căng, ngạo mạn vậy. Mà còn tự cho là mình thông minh, nếu không dạy dỗ tử tế sẽ có một ngày cô gây ra họa lớn, liên lụy người nhà, nhưng Thiếu Thương hoàn toàn không cho rằng mình đã sai. Cô chỉ muốn đòi lại chút công bằng, Thiếu Thương cũng không hiểu sao người sắc sảo như mẹ lại phải luồn cúi chịu sự chèn ép vậy. Thế là cô chủ động đi tìm các thị, cố ý tiết lộ quan hệ của mình và mẹ không tốt, ám chỉ nếu mụ muốn tiếp tục ở lại nhà chính thì có thể dùng chuyện con cái để thuyết phục. Quả nhiên các thị tin tưởng nghe theo, dựa vào việc Trình lão thái thái mê tín, mụ nói nhà chính rất tốt cho việc sinh con cho nên quyết định tiếp tục ở nhà chính cho đến khi sinh được con trai. Vốn dĩ lão thái thái và Nguyên Y có quan hệ không tốt, huống chi việc này liên quan đến con nối dõi. Vì vậy bà vui vẻ đồng ý, các thị đắc ý chế nhạo Nguyên Y bị con gái phản bội, nhưng mụ không hề biết Thiếu Thương đoán được. Sở dĩ mẹ mình không tranh đoạt nhà chính chắc chắn là có liên quan đến phong thưởng của triều đình, kiểu gì cũng có nhà mới. Ánh mắt Nguyên Y vẫn bình tĩnh như nội tâm đã có gợn sóng. Sự thông minh của con gái khiến bà càng thêm bất an. Hôm sau thánh chỉ chuyển đến phủ Trình Thủy, nhiều lần lập chiến công cho nên phong làm thái ấp Phúc Long, kèm theo dương vàng bạc, châu báu. Lão thái thái mừng đến phát khóc không ngừng khen ngợi con trai. Các chị nghe nói hoàng thượng ban thưởng một tòa nhà lớn, Trình Thủy cũng không phủ nhận. Các chị nghe vậy thì mừng ra mặt, ai ngờ Trình Thủy lại nói mụ ta cứ ở lại đây đi, chẳng phải mụ bảo không sinh được con trai thì không chuyển khỏi nhà. Theo ta mụ cứ yên tâm ở đó mà sinh con, không ai ngăn cản hết. Các thị tức giận mà không nói được câu nào. Mụ ta với vẻ mặt đầy sắc khí tới phòng Nguyên Y mắng chửi cô xảo trá mưu mô giả vờ hiến kế nhằm bắt mụ ta ở lại căn nhà này suốt đời. Thiếu Thương vẫn thờ ơ giả vờ vô tội. Mà đối đáp qua lại khiến mụ ta bị kích động đến mức miệng bắn chữ ngang với tốc độ của súng AK. Sau đó các thị lại chạy về chút giận lên chồng, ném hết sách của ông xuống đất. Trình Thừa đã không thành công trong trên con đường sự nghiệp rồi, còn lấy phải bà vợ suốt ngày bị đai nghiến, chán chường, ông không thể chịu nổi nữa nảy sinh ý định bỏ vợ. Các thị đương nhiên không đồng ý, nói khi xưa lúc mình gả về đây Trình gia khốn khó túng quẫn, bây giờ huynh trưởng thăng quan tiến chức thì lại muốn vứt bỏ mình. Điên tiết thượng cẳng chân hạ cẳng tay trực tiếp ra tay đánh chồng. Lúc này Tiêu Nguyên Y tới đó dẫn Trình Thừa đi. Các thị còn muốn đi lên dây dưa lại bị tát cho sấp mặt, nhưng nhờ cơ hội này Tiêu Nguyên Y tính luôn thể thù mới hận cũ và trần bộ mặt xấu xa của các thị. Hóa ra năm đó khi Nguyên Y sinh con, các thị vì không có con trai nên đặt điều, xúi dục Trình lão thái thái bắt vợ chồng Trình Thủy trước khi ra trận để lại con trai mới sinh ở nhà. Nào ngờ Nguyên Y sinh hạ một trai một gái cho nên quyết định để lại con gái cho họ chăm sóc, bây giờ lại nhớ lại Nguyên Y vẫn còn cảm nhận được nỗi đau chia lìa. Bà hạ lệnh cấm túc các thị không cho mụ ra khỏi phòng nửa bước. Bên này Bất Nghi dựa vào dấu vết tìm được Hứa Tận Trung mất tích nhiều ngày, không ngờ hắn thả uống thuốc độc chứ không tiết lộ bất kỳ thông tin gì. Mấy ngày sau các thái không cùng với con gái đến thủ phủ mới, bà cũng là người thấu tình đạt lý, biết mình không dạy dỗ tốt con gái nên chủ động bảo con rể hãy viết thư bỏ vợ. Ông sẽ lập tức đưa con gái mình về. Hôm sau các thái công đưa theo gia quyến rời đi. Người nhà Trình gia cũng ra tiễn, tranh thủ gửi gắm con gái cho vợ chồng Trình Thủy đi núi Bạch Lộc học hành. Thấy mẹ đối xử với Ưng Ưng như con gái ruột dịu dàng an ủi, Thiếu Thương cảm thấy mẹ chưa từng làm vậy với cô đến ngày chuyển nhà. Trời còn chưa sáng Thiếu Thương đã phải dậy cùng mọi người làm lễ cúng nhà mới. Sau khi vào nhà lên phòng và Thiếu Thương không kìm nén được hưng phấn nhìn xung quanh.
thấy một ít đồ cũ bỏ đi thiếu thương liền muốn cải tạo thành ghế xích đu, về sau có thể ngồi ở đó ngắm trăng ngắm sao. Tiếc Nguyên Y nghe thấy tiếng động liền đến xem xét. Đầu tiên là nghiêm mặt trách cứ một phen, trước khi đi lại nhìn tấm gỗ nhiều lần khóe miệng bất giác hiện lên nụ cười. Rõ ràng là chấp nhận hành vi của con gái, Trình Chỉ đưa vợ mình Tăng Phấn Hoa trở lại kinh thành, đồng hành còn có nhị huynh Trình Tụng và tam huynh sinh đôi Trình Thiếu Cung của Thiếu Thương. Ba huynh muội vừa gặp nhau đã rất thân thiết, Thiếu Thương còn những cơ hội bảo hai huynh trưởng chỉ cho mình cách đối phó với mẹ. Sắp đến năm mới, Tiêu Nguyên Y đưa theo Ưng Ưng cùng mình lo liệu việc nhà từ trong ra ngoài, bố trí thích hợp, chuẩn bị các vật phẩm để thờ cúng tổ tiên. Nhìn Ưng Ưng khéo léo hiểu chuyện như thế, Nguyên Y lại càng thất vọng với con gái mình. Nếu Thiếu Thương được bằng một nửa Ưng Ưng, bà cũng không phải bận tâm như thế này. Trùng hợp Thiếu Thương đang định đi chơi cùng huynh trưởng, nghe thấy vậy ngay lập tức không còn hứng thú, xoay người trở về phòng. Sóng gió lại nổi lên ở Trình phủ khi hai người hầu của Thiếu Thương và Ưng Ưng là oánh nhau tranh giành chiếc bàn học, vô tình để Nguyên Y nhìn thấy. Nguyên Y nhìn ra trò mèo này là do hai người hầu của Ưng Ưng gây sự trước, nhưng vì thể diện của Ưng Ưng nên Nguyên Y đã xử lý hơi thiên vị, khiến Thiếu Thương không chịu nổi ấm ức liền hỏi mẹ có thấy phó mẫu nói đúng hay không. Nếu đúng thì ba huynh muội con sẽ mắc tội bắt nạt Đường tỷ rồi, còn nếu phó mẫu nói sai thì mẹ phải lập tức xử trí bà ta. Nguyên Y tức giận mắng cô ngỗ ngược, thấy cuộc tranh luận không có hồi kết, thím ba mượn lý do đau bụng kéo theo Nguyên Y rời khỏi. Thông qua sự việc này, Niệu Niệu cũng thấy mẹ mình xử lý mọi chuyện không công bằng, mà cô còn là con ruột nhưng mẹ chỉ bên người ngoài. Để mọi chuyện êm thấm, thím ba cho phép Niệu Niệu ra ngoài xem lễ hội đèn lồng. Nụ cười trên môi của Niệu Niệu lại quay trở lại. Cô mời Đường tỷ đi cùng, hai chị em lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Lễ hội đèn lồng đã tới, cả gia đình Trình phủ hòa mình vào ngày hội. Niệu Niệu bị thu hút bởi trò chơi câu đố đèn lồng. Khi tài tử Viên Thiện Kiến ra câu đố thử thách dùng cây thước ngắn để đo chiều sâu của giếng. Do sống ở thôn trang nhiều năm nên khả năng tính toán của Niệu Niệu cực kỳ xuất sắc. Cô loay hoay một lúc đã đoán ra giếng sâu 4 thước rưỡi, câu trả lời hoàn toàn chính xác, khiến mọi người tán thưởng. Viên Thiện Kiến thấy đây là người phụ nữ mình đang tìm kiếm đã chủ động ném quả cầu chiêu thân về phía Niệu Niệu. Tự dưng từ đâu truyền tới tin có người ngã sông, Niệu Niệu ném trả cầu và chạy tới đó. Vừa nhìn qua đã biết sông này chỉ cao 1 mét, mà vị tiểu thư kia vẫn cứ làm trò. Thấy người đàn ông đang chổng mông, cô liền đạp nhẹ khiến hắn cắm đầu xuống sông, đúng là quá láu cá mà. Chiêu trò của vị quận chúa đã bị bại lộ. Vì chỉ muốn gây chú ý với bất nghi, lúc này có người hét lên từ lâu điền ra bốc cháy dữ dội, tất cả đèn lồng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiếu Thương bị người qua đường va vào ngã xuống đất. Ngay khi từ lâu sắp đổ xuống thì bất nghi xuất hiện ôm lấy cô chạy ra ngoài. Hết phần 1.